Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh giày cao gót của mình. Ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số mẫu giày màu đỏ cho những cô nàng mà có tín đồ yêu thích màu đỏ nhé. Đây là một đôi giày đỏ cao 12 phân này, đôi này khá là cao đấy ạ, vì và dốc và không được đệm một phía dưới. Tuy nhiên thì nó lại rất phù hợp cho các cô nàng mà đi dự tiệc, mặc những bộ váy body, nó tôn dáng các bạn lên rất là nhiều. Màu đỏ đô này kể cả mình sử dụng vào buổi tối thì cái ánh đỏ của nó vẫn lên, bởi vì nó là thường là màu nhũ ở phía dưới rồi, nó sẽ làm sáng đôi giày của mình, sáng đôi chân của mình hơn. Đây các bạn đang thấy cái màu đỏ này kết hợp với những trang phục màu trắng rất là đẹp ạ, hay màu đỏ vân này, màu đỏ vân này nhìn rất là sang. Cái thiết kế màu đỏ và phối hợp với sự trong trẻo của đôi giày. Nhìn chân mình có một cái gì đó hơi khác biệt. Đây được đính đá màu đỏ, đôi này đính đá màu đỏ. Các bạn dùng đi tiệc cũng rất đẹp nhá. Đôi đính đinh này nhìn cá tính này. Đây, nếu mà các bạn lựa chọn những cái đôi giày nhung và cao từ 7 đến 9 phân như thế này thì các bạn yên tâm, chân mình rất là mềm, chất vải mềm và chân sẽ đi thoải mái hơn, nhất là màu đỏ đô này. Một số những cái dòng giày mũi trơn và không có họa tiết, các bạn thường sử dụng để đi làm vì nó không quá là cầu kỳ. Điểm nhấn của nó chỉ là ở màu sắc thôi. Đấy, dòng da lộn, đây là cái đôi da lộn ạ, ôm sát chân, khi mà mình đi lại thì sẽ không bị nhấc gót. Có màu đỏ và màu đen, các bạn có thể lựa chọn. Nhưng mình thấy màu đỏ đi sáng, rất sáng chân. Này, các bạn có thể so sánh ba màu. Tuy nhiên thì mình thấy màu đỏ và màu đen thì dễ kết hợp rất là trang phục của mình. Đây là những tín đồ công sở ạ. Thiết kế đơn giản, da mềm, da lì nhưng mềm, làm tôn đôi chân, rất là vẻ sang trọng và nữ tính của mình. Màu nhũ sáng lấp lánh này, nhìn chân rất là sáng, đẹp và thu hút. Đôi khi trong một thời gian vừa rồi thì giày đỏ nó lại trở thành những cái trào lưu đó, trào lưu đi giày đỏ. Đôi da bóng này thì hơi hơi cứng nhá, giày hơi cứng. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể gửi thông tin cho mình theo đường link phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.